Утро. Доброе утро. Ну, как дела? У меня новости. У меня хорошие новости, да? Новости, я. Да? Так, хорошо. И что за новость? Что за новость? Что за? Да. Để mình sẽ mình sẽ viết cái từ đó đấy. Что за новость? Что за новость? Да. Em nói là у меня хорошая новость. Em có một tin vui, đấy. У меня хорошая новость. Новость, да? Thì đó hỏi em là что за новость? Có tin vui gì vậy? Что за новость? Что за новость? Ну? Что за... Tiêm vaccine. Да. Em đã được tiêm... Em được tiêm chưa? Tiêm đủ 2 mũi rồi thầy. Tiêm đủ 2 mũi rồi hả? Đấy. Да. Ну, хорошо. Так, em sẽ nói là gì nào? Мне сделали. Сделали. Мне сделали. Vaccination, vaccination, да? Да. Да. Мне сделали вакцинацию, да? Против коронавируса. Вируса. Коронавирус. 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 Вакцин чем корона. Вакцин чем корона. Коронавирус. Коронавирус, да? Мне сделали вакцинацию против коронавируса, да? Да. Да. Đó, сделали два укола, да? Мне сделали вакцинацию, là người ta đã tiêm chủng cho em, да? Так. Hoặc là gì? Мне сделали два укола, да? Вакцинации. Yeah. Против коронавируса, да? Да. Против коронавируса, да? Да, хорошо. Vaccine gì đấy? Tiêm cho em vaccine gì vậy? Yeah, vaccine Verocell thầy. Đấy, Verocell, đã. Verocell cũng tốt mà. Đấy. Verocell còn tốt hơn cái AstraZeneca. Đấy. Dạ, mỗi loại có một cái ưu điểm riêng. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Так что, есть vaccine, это хорошо. Tiếng Nga là vaccine. Vaccine, đấy. Vaccine. Vaccine, vaccine. Vaccine, vaccine, да. Vaccine, да, đọc là vaccine, да, vaccine, да, да, хорошо, ну, это хорошая новость, да, да, mình còn chưa được tiêm này, đấy, bởi vì ở ngoài này nó không có dịch, cho nên là người dân người ta cũng ở ngoài này thì các tỉnh ở ngoài này nhận được cái số lượng vaccine ít hơn, cho nên là người ta đang tiêm chọn lọc cho những người cao tuổi trước, những người có bệnh nền trước. Rồi là tiêm cho các y bác sĩ trước, rồi là đại khái là thế. Sau đó thì mới đến lượt dân thường. Đấy. Yeah. Вот так. Да. Хорошо. Это хорошая новость. Đấy. Mình sẽ nói là gì? Это хорошая новость. Это хорошая новость. Да. Это хорошая новость. Да. Хорошо. И что еще интересное хочешь рассказать? Còn có điều gì thú vị mà em muốn kể nữa? И что еще хорошее? И что еще хорошее? Ты хочешь рассказать? Em còn muốn kể điều gì thú vị nữa nào? Еще что хорошее ты хочешь рассказать? Да? Câu chúc câu này. Ты хочешь рассказать? Да? Ты хочешь рассказать? Ты хочешь? Рассказать? Да, ты хочешь рассказать? Да? Em muốn kể chuyện. Что хорошее, что еще хорошее, điều gì thú vị nữa, đấy, đó, thành những câu chúc câu như vậy đấy. Так, и что хорошее ты хочешь рассказать, đấy, đó, em muốn kể điều gì thú vị nữa, khi mà học nhiều hơn thì sẽ kể được nhiều hơn, đấy, đó. Yeah. Có nhiều bạn vào bây giờ cứ kể loạn lên, đấy, đó, vì các bạn biết nhiều rồi, đấy. Yeah. Các bạn nói sai cũng cứ nói bừa, đấy, đó. Yeah. Tác vụt. Rất là thú vị khi mà nghe các bạn kể chuyện đấy. Đã, хорошо. Thì như vậy hôm trước chúng ta đã học gì nào? Hôm trước chúng ta đã học cách chia động từ nhóm 1 và nhóm 2 đấy.
Động từ nhóm 1, khi chia động từ nhóm 1 chúng ta bỏ hai ký tự cuối. Nếu chia động từ nhóm 2 chúng ta bỏ ba ký tự cuối. Đấy. Thế và cái chia nó khác nhau chúng ta nhận thấy là gì? Khác nhau ở ngôi tươi là yes, ở nhóm 2 là is và It's... ngôi a nhì là yut đấy. Và yeah. ngôi a nhì ở nhóm 2 là yat đấy. Ngoài ra nữa chúng ta cần lưu ý là có bảy cái phụ âm mà đứng sau nó người ta không viết ư, you, yeah đấy. Đó. Đã. Thế nhưng trên thực tế thì thầy giáo nó ngồi mới nhìn thế này mới nhớ ra là có một cái từ từ kiêu Việt. Kiêu Việt. Thì nó vẫn viết u ở đằng sau k đấy. Đó. Đó là danh từ. Đây là cái từ kiêu Việt đấy. Thầy giáo lấy cái hình ảnh này cho em. Kiêu Việt là cái gì? Nó là con mương. Nó là con mương ở đó đấy. Đó. Thế mà nếu mà em tra cái từ kiêu Việt này thì rất là ngộ. Đấy. Em tra cái từ kiêu Việt thì gần như là 100% là cái hình ảnh này, mỗi một cái con mương như này bao giờ cũng có cái ô tô nằm trong này đấy. Đó. Đó. Như vậy là chúng ta đã học cái cách chia hai cái động từ ở nhóm 1 và nhóm 2 đấy. Đó. Thế chúng ta có động từ khai triệt. Lưu ý gì với động từ khai triệt? Động từ khai triệt đó là một động từ mà nó chia theo một nửa chia theo nhóm 1, một nửa chia theo nhóm 2 đấy. Đó, em chia thử nào. Ya. Ya, khát chú. Khát chú tươi. Ta khô chết. Con khô chết. Đã. Người khô người khát chìm. Khát chìm. Khát chìm. Đã. Với. Với. Khát chì chết. Đã. Khát chì chết. À nhì. Khát. À nhì khát chẹt. Đấy. À nhì khát chẹt. Đấy. À thế bây giờ cái cấu trúc động từ khát chẹt yêu khát chù đằng sau cộng với infinitive đấy. Khát chết cộng với infinitive đấy. Yeah. À đó. Bây giờ em nói tôi muốn học tiếng Nga. Я хочу изучать русский язык. Русский язык. Да. Русский язык. Да. Tôi muốn nói tiếng Nga. Я хочу говорить по-русски. По-русски. Да. Tôi muốn đọc tiếng Nga. Я хочу учить. Я хочу читать по-русски. Я хочу читать по-русски. Tôi muốn viết bằng tiếng Nga. Я хочу писать по-русски. Я хочу писать по-русски. Да. Tôi muốn nghe tiếng Nga. Я хочу слушать. Да. Слушать. По-русски. По-русски. Да, я хочу слушать по-русски. По-русски. Tôi muốn hiểu tiếng Nga. Я хочу понимать. Понимать. По-русски. Понимать по-русски. Да. По-русски. Да. Tôi muốn làm việc. Я хочу работать. Я хочу работать. Работать. Да. Работать. Anh ấy muốn nói tiếng Nga đúng. Он хочет говорить. Он хочет говорить по-русски. Đúng là gì? Đúng. Правильно. Правильно. Да, правильно. Да. Правильно. Yeah, правильно. Cô ấy muốn nói tốt bằng tiếng Nga. Cô ấy muốn nói tiếng Nga tốt. Она хочет. Она хочет, говорит по-русски. По-русски. Она хочет по-русски. Хорошо. Хорошо. Хороший латинь ты. Хороший латинь ты. Phải dùng хорошо, bởi vì nó là trạng từ. Trạng từ thì đi với động từ. Đấy. Đấy. Так. Хорошо, chúng ta có động từ думать, động từ suy nghĩ. Em chia động từ suy nghĩ nè. Я. Я думаю. Я думаю. Думаю. Ты. Ты думаешь. Ты думаешь. Он. Он думает. Да. Мы. Мы думаем. Да. Вы. Вы думаете. Да. Они. Они думают. Они думают. Да. Так, хорошо. Thế như vậy đó là phần vừa rồi chúng ta kiểm tra bài cũ một chút đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần bài mới của chúng ta ngày hôm nay. Bài ngày mới ngày hôm nay chúng ta sẽ học phần tính từ.
À, thực chất ra tính từ này là chúng ta học một số tính từ thì đúng hơn, học một số tính từ mà liên quan đến quốc gia, liên quan đến đất nước. Đấy. Những cái tính từ này chúng ta có thể sử dụng vào trong bài. Chúng ta có từ danh từ đầu tiên đó là danh từ Russia. Russia có nghĩa là nước Nga. Russia, Russia đấy. Russia. Russia, Russia. Đấy, Russia. Russia. Russia là nước Nga đấy. Và chúng ta có tập hợp từ Ruski yazyk. Ruski yazyk đó là cái ngôn Russia. ngữ của nước Nga đấy. À, nếu mà nói nước Nga thì chúng ta sẽ có cái ngôn ngữ của nước Nga đó là tiếng Nga. Russia. Ruski yazyk đấy. Thế và ở nước Nga thì có người Nga sống, người đàn ông Nga là Ruski. Ruski là người đàn ông Nga Ruski. đấy. À, người phụ nữ Nga Ruskaya. Ruska. Ruskaya. Ruskaya. Ruskaya là người phụ nữ Ruska. nhé, đấy. Ruskaya. Đó. À, Ruski, Ruskaya. Và người ta nói tiếng Nga thì говорит по-русски. По-русски, đấy. Russia. À, thế bây giờ em nói tất cả những cái từ này nào. Россия. Russia. Русский Русский язык. Русский. Русская. Русская. По-русски. По-русски. À, хорошо. À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đối với người Mỹ thì nó sẽ như thế nào. Đấy. Người Mỹ. Đó là nước Mỹ. Chúng ta có nước Mỹ. America. 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 Trọng âm rồi đấy đấy. America. Amir, Đã. America. America. Thế ở Mỹ người ta nói tiếng gì? Tiếng Angliski. Anh. Đấy. Angliski đấy. America. Angliski Angliski đấy. Đó. Đấy. April Angliski đấy. April Angliski đấy. À, muốn biết được April những chữ này chúng ta phải cầm bút giấy, chúng ta phải viết viết lấy được khoảng 2 3 chữ đấy. À, Angliski để biết cái viết của nó đấy. Thế người Mỹ, người đàn ông Mỹ là Americanet. Americanet. Americanet là Yes. người Mỹ đấy. Americanet. Americanet. Và cô gái người Mỹ Americanka. Americanka, Americanka, Americanka. Americanka đấy. Americanet. Americanka, Americanet, Americanka đấy. Americanet, Americanka. Americanka. Và chúng ta có tập hợp từ Pa-angliski. Pa-angliski. Pa-am, Pa-angliski. pa-am-ple-s, Pa-angliski đấy. pa-am-ple-s-ki, Pa-angliski đó là pa-am-ple-s-ki. bằng tiếng Anh đấy. Đó. Yeah. À, thế bây giờ chúng ta nói người Mỹ nói tiếng Anh. Người Mỹ nói tiếng Anh. America Nets. America Nets. Говорит по-английски. Говорит. Американка говорит по-английски. Đấy. Đó. Говорит. À, говорит. Thì vậy thì ở đây chúng ta có thể để cái động từ là gì nào? Говорит hoặc là говорят. Đấy. Yeah. À, chúng ta говорит. Hoặc là gì? Hoặc là Говорит. говорят. Говорит. À, говорит là số Говорит. ít đúng không nào? Говорят là số nhiều. Ôn. Đấy. À, он Yeah. говорит, они говорят. Đấy. À, đó. À, tạc. À, thế bây giờ em nói lại nào. À, cả những tập hợp từ America. America. Английский язык. Английский язык. Язык. Английский Язык. 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 Да. Язык. Английский язык. Американец. Племянник. Американец. Американка. Американ. Американка. 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 Да. Американец. Американка. А, Американ. по-английски. 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 По-английски là bằng tiếng Anh. Đấy. По-английски. Пангриски. Да, хорошо. По-английски. À, thì như vậy đó là chúng ta đã học xong về đất nước thứ hai. Chúng ta cùng nhau học đất nước thứ ba. Đó là đất nước España. 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 España là Tây Ban Nha. Đấy. España. Trọng âm rơi vào đâu nào? Yeah. A thứ España. hai. Là España. À, và chúng ta có España. tính từ Ispansky. In Ispansky. Spanish. Ispansky. Là Ispansky. Yeah. Ispansky язык. Ispansky язык. À, đó là tiếng Tây Ban Spanish. Nha. Ispansky язык. Đấy. À. Spanish. À, thế người Tây Ban Nha, người đàn ông Tây Ban Nha. Ispanyet. Spanish. Ispanyet. Đấy. Chúng ta nhìn thấy cái đuôi Spanish. nhet. Nhet. Nhet.
đấy, nhiệt nhiệt à, thấy chưa nào, nhiệt Испанец, đó là cái cách một cái dạng đuôi mà Испанец. cấu tạo chỉ người đấy. Thế và khi có đuôi giống đực thì là nhiệt, thì đuôi giống cái sẽ là ca, ca nào cả đấy. À, Испанка, Испанка, Испанка là cô gái người Tây Ban Nha đấy. Испанка, à đó, à đó, Испанка. Thế và nói tiếng Tây Ban Nha, pa Испански. Đó, em nói lại nào, em nói lại từ đầu nào. Испания, Испанский язык, 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 em nói язык, 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 chữ giờ nhẹ thôi đấy. À dị dạ dạ dực dực dạ 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 dực đã dạ dực đã Испанец Испанец нет 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 Испанец đã Испанец đã chúng ta sẽ đọc, chúng ta sẽ đọc cái từ này như thế nào nào, chúng ta sẽ đọc là Испанец đấy. À em sẽ viết phiên âm cho em nhé, à để một lần thì em sẽ đọc nó đúng luôn nhé đấy. À chúng ta sẽ có từ Испа Нет. Испанец. Испанец. Да, испанец. Да, вот не вой, да? Испанец. 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 Да, американец. 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 Да, испанец, американец. Да, да. По-испански. 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 Да, да. À đó là đất nước thứ ba là Tây Ban Nha, bây giờ chúng ta xem đất nước thứ tư của chúng ta là gì nào. À Germania. 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 Germania đó là nước Đức đấy. Germania. Germania, Germania, nước Đức. Đó. Germania. À Niemiecki. Niemiecki. Niemiecki язык. Niemiecki đấy. Tên đất nước thì là Germania đấy. Nhưng mà tên ngôn ngữ là Niemiecki язык, là tiếng Đức. Немецкий язык đấy, немецкий язык. Thế và cái người người Đức ấy, người Đức ấy, немец, 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 người Đức, немец đấy. À cô gái người Đức, немка, 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 немец, немка, немка, немец, немец, немка, đấy. Và по-немецки, 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 đấy. Немец, немка, по-немецки, немец, немка, по-немецки, да? Немка, по-немецки, по-немецки, да? Германия, Германия, да, Германия, немецкий язык, немецкий язык, немецкий язык, немецкий, немецкий язык, да? А cái chữ, à có chữ нет, нет, да? Немецкий, немецкий, да? Немецкий язык, да? Немец. Немец. Немка. 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 По-немецки. По-немецки. Да, по-немецки. Немецкий, да? По-немецки. Да? À, đó, chữ này chúng ta đọc mạnh dạn, chúng ta đọc đấy. Mạnh dạn chúng ta đọc là gì nào? Pa. По-немецки. По-немецки. Мец. Немецкий. Ски, а да, ски, по-немецки, 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 а да, по-немецки, да, 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 не luôn, да, cho nó dễ đọc, да, по-немецки, 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 так вот, а, đó là, à, chúng ta đã có bốn đất nước rồi, Россия, Америка, Испания, Германия, à, bây giờ chúng ta sẽ xem đất nước thứ năm là đất nước gì của chúng ta, Финляндия. Finlandia. 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 À Finlandia. À đó là à, Finlandia. Đất nước Phần Lan. Fin. Fin. Finlandia. 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 Finlandia là Phần Lan đấy. Finski. Finski язык. Finski. Finski язык. Finski язык đấy. Finski язык là à Finski, tiếng Phần Lan. Tiếng Phần Lan. Finski язык đấy.
Finn. Finn là người Phần Lan, người đàn ông Phần Lan. Pin Finn cả. pin Finn cả. Finn cả là pin cô gái Phần Lan. Finn cả. Finn cả. pin Đấy. Pafinski. Pafinski. Pafinski là nói bằng tiếng Phần Lan. Pafinski. Đấy. À đó. Tên đất nước rất dài, còn những cái từ khác này lại ngắn đấy. Đó. Em nói nào. Finlandia. 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 Đấy. Finski. Finlandia. Finski. Finski. Fin. Fin. Pin. Pin. Finka. Finka. Pafinski. 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 À đó, chúng ta đã học xong đất nước thứ năm, thì chúng ta xem đất nước thứ sáu. À, đất nước thứ sáu chúng ta có từ Alger. 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 Đấy, Alger. Đấy. Alger. 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 Đấy. Alger. Alger. Đấy, Alger. Alger. À, đó là nước Algeria. Alger. Alger. Đấy. Alger. Alger. Đấy. À, Alger. Algeria thì người ta nói tiếng Ả Rập. Tiếng Ả Rập là Arabski. A Arabski. Arabski. Arabski Arab. yazık. Arab. Arabski yazık. Arab. Arab. Arabski. Đấy. Arabski yazık. Arab. Đấy. À, cái chữ là bờ này Arabski. chúng ta đứng trước sờ bị đọc là Arab. Arabski. Đấy. Arabski. Arabski. À, cái này, cái người Arabski. Ả Rập, người đàn ông Ả Rập. Arab. 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 À, chúng ta biết chữ bờ này đọc thành chữ P. Arab. 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 Và cô gái người Ả Rập là Arabka. 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 Arab. Arabka. 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 Và Arab. tiếng tiếng Ả Rập Pa-Arabski. Pa Pa-Arabski. Они говорят Arab. Pa-Arabski. Он говорит Po-Arabski. Đấy. Он говорит Pa-Arabski. À, đó. Nhưng người ta sẽ đọc lại nào. À, đất nước là gì nào? Algeria. Alger, Alger, đấy. Alger. À, tiếng là gì? Tiếng của Alger. họ là gì? Các cô yêzik, Arab. Arabski yêzik, Arabski. yêzik, đấy. À, người đàn Yêu. ông Ả Rập nào? Người đàn ông Ả Rập, Arab. Arab, cô gái Ả Rập, Arab. Arabka, Arab. Arabka, Arab. Arab. đấy. Và nói tiếng Ả Arab. Rập, Pa-Arabski, Arab. Arab. Pa-Arabski, đấy, Pa-Arabski, đó. Thế vậy đến đây là chúng ta đã có 6 sáu đất nước rồi, sáu đất nước đó. Chúng ta sẽ xem tiếp một đất nước nữa là đất nước thứ bảy, đó là Polsha. Polsha Polisha. đấy. Polsha. Polsha đó Polisha. là Ba Lan đấy. Alan. Polsha. Polsha là Ba Lan. Polisha. Ba Lan đấy. À, và có tiếng Ba Lan là gì? Polski. Poli. Polski. Polski. Polisky. Đấy, Polski. Đấy. Polisky. À, trọng âm rơi ở đây. Polsha. Polski. Polski. Polisky. Polski. Và người đàn ông Ba Lan Paliak. Paliak. Alia. Và người phụ nữ Alia. Ba Lan là Polika. 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 Và nói tiếng Ba Lan Papolski. Papolski. Papolisky. Papolski. Đấy. Papolisky. Papolski. Tak, Papolski. Tak. À, như vậy chúng ta đọc lại nào. Ba Lan là gì? Polsha. Polika. Polsha. Polsha. À, tiếng Ba Lan Polsha. Polski yazık. Polisky. Yazık. Đấy. Người đàn ông Ba Lan Paliak. Polia. Paliak. Alia. Paliak đấy. Alia. Người phụ nữ Ba Lan Alia. Polika. Polika. Polika đấy. Polika. Và nói tiếng Ba Lan gani gavariat pa Polski. Papolisky. Pa Polski đấy. À, Papolisky. thế bây giờ chúng ta còn một cái chỗ trống như này, chúng ta sẽ viết cái gì vào đây nào? Em có đoán được chúng ta viết cái Việt. gì vừa không? Đấy, đó, chúng ta sẽ nói. Người Việt Nam, nước Việt Nam là gì? Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam, đấy. À, Việt Nam là đất nước Việt Nam. Đấy. À, đất nước Việt Yeah. Nam thì có tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam là gì? Việt Nam ski. Vietnamski. Yazık, đấy. Vietnamski. Yazık. Việt Yezik. Nam ski yazık. Yezik. Tiếng Việt Nam. Yezik. Việt Nam ski yazık, đấy. À, thế bây giờ, người đàn ông Việt Nam. Việt Nam mệt. Việt Nam Vietnamese. Mệt. Việt Nam mệt Vietnamese. là người đàn ông Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam. Việt Việt Nam Nam cả. Việt Nam Việt cả Nam cả. Việt Nam mệt. Việt Nam Việt Nam cả cả. Đấy. Việt Nam Việt Nam mệt. Việt Việt Nam Nam cả. cả Đấy.
Thế và nói tiếng Việt Nam, говорит по-вьетнамски. По-вьетнамски. À đấy, говорит по-вьетнамски, đấy. À thế nói là По-вьетнам. Việt Nam, вьетнамский язык, вьетнамский язык, Вьетнамский вьетнамец. Yes. Вьетнамец, trọng âm rồi đấy, вьетнамец. Yeah. Вьетнамка. Вьетнамка. Đấy, вьетнамка. Đấy. Việt Nam, вьетнамский язык. Việt Nam is Việt Nam ka, pa Việt Nam ski đấy. À đó, thì như vậy qua đây là chúng ta đã cùng nhau học xong cái bảng mà chúng ta thấy nếu mà nhìn vào đầu tiên cảm thấy khá rối mắt, nhưng mà lần lượt chúng ta học thì thấy nó bình thường đấy. Đó, thì sẽ gửi cho em cái bảng này đấy. Thế và để thỉnh thoảng em có thể là đọc đọc để chúng ta nhớ những cái tên đất nước này. Thế và cái tính từ đi với nó đấy. À đó. Thế rằng sẽ cùng nhau viết một cái bài đọc đấy. À, một cái bài đọc. À, chúng ta sẽ xem chúng ta viết cái bài đọc này như nào. Và chúng ta có cái bài đọc như nào. Đó. À cái bài đọc này là gì vậy? À cái bài đọc này đó là bài đọc giới thiệu về về từng thành viên một ở trong từng từng học sinh một ở trong trong lớp của chúng ta đấy. À đó, chúng ta sẽ có chúng ta sẽ nói đây là lớp học của chúng tôi. Đấy. À chúng ta sẽ nói như nào là, đây là lớp học của chúng tôi. Đấy. À chúng ta sẽ nói это наша группа. Это наша. Наша группа. Đấy, группа. Giống trong cái từ tiếng Anh group. Đấy, group. À đó. Группа. Yeah. Đó. Это наша группа. Đấy. À chúng ta kể anh chàng đầu tiên. Anh chàng đầu tiên là anh chàng Tom. Đấy. Tom. Tom. Американец. Американец. À. Anh chàng Tom là người Mỹ đấy. Anh chàng Tom là người Mỹ đấy. À, và chúng ta kể về cái nghề của anh ta. On student. On student. Anh ấy là sinh viên. On student đấy. Đấy. À, anh chúng ta nói tiếng mẹ đẻ của anh ta là tiếng Anh. Yevo rất nói yếu dực. Rất nói yếu dực. Yevo rất nói yếu dực. À, английский. Английский. Đấy. Yêu vô ra tôi giữ английский. À tiếng mẹ đẻ của anh ta là tiếng Anh đúng không nào? À đó chứ không phải là tiếng Mỹ mà là tiếng Anh. On student, yêu vô ra tôi giữ английский. Đấy. À đó, thế như vậy chúng ta đã kể chúng ta đã kể hết về anh chàng Tom rồi chưa? Đấy. À đó, và anh ta có thể nói thêm là gì? Anh ta nói tiếng Anh. Đấy. Đấy. On. On. Говорит. Говорит. Па. Говорит. Английский. Он говорит по-английски. Да. Английский. Он говорит по-английски. Да, đúng không? Так, хорошо. Thế bây giờ cái anh chàng ngồi cạnh anh chàng Tom này là ai nào? Ramon. Đấy. À, Ramon là Ramon. Ai? À. Ramon. À, chúng ta đang nói Ramon là người Tây Ban Nha. Ramon. Ramon. Hispanics. Hispanics. Ramon là người Tây Ban Nha. Đúng không? Hispanics. Yeah. Ramon. Hispanics. Anh ấy là người Tây Ban Nha. Đấy. À thế bây giờ sẽ nói là anh ấy là họa sĩ. Он художник. А. Художник. Художник. Он художник. Cậu ấy là họa sĩ. Художник. Он художник. À thế bây giờ chúng ta sẽ nói tiếng mẹ đẻ của anh ta là tiếng Tây Ban Nha. Его. Его родной. Nói язык. Испанский. Испанский. Его родной язык испанский. À đúng vậy. Испанский. À thế bây giờ đất nước quê hương của anh ta là Tây Ban Nha. Его. Его. Родная страна. Страна là đất nước đấy. Страна là đất nước. Và родная страна có nghĩa là đất nước quê hương. Quê hương là thế nào? Đó là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Его родная страна Испания. Его родная страна Испания. Испания. Его родная страна Испания. А đất nước quê hương của anh ta là Tây Ban Nha. Đấy. Его родная страна Испания. Đấy. Và tiếp theo. À đó là anh chàng Klaus. Klaus. À đây chúng ta kể xong với anh chàng Ramon Klaus. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói anh chàng Klaus. Anh ấy là người Đức. Klaus. Klaus. Klaus, người Đức là gì? Vâng. Немец. Немец. А, Клаус. Немец. Немец, да? Клаус. Немец.
À đó. Cậu ta là một nhà báo nổi tiếng. Cậu ta là một nhà báo nổi tiếng. On is business. Nhà báo là gì? Journalist. Journalist. À, journalist. 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 On is business journalist đấy. Tak. À, Journalist. on is business journalist. Tak. À, thì bây giờ chúng ta sẽ nói là tiếng mẹ đẻ của anh ta là tiếng Đức. Yevo Ra các Radnoi. Yezuk. nói Yezuk. Niemiecki. Niemiecki. À, tiếng mẹ đẻ của anh ta là tiếng Đức đấy. Nhưng mà anh ta nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất tốt. No. On говорит. À, хорошо. Хорошо. Хорошо, không phải không là Хорошо. хорошо. Nếu mà говорит Хорошо. thì phải là хорошо. On говорит Хорошо. хорошо по По английски и по французски. французский. À, chúng ta có từ mới pa francuski đấy. Pa francuski là từ mới đối với em. Pa francuski đấy. Pa francuski. Và ở đây em nhìn thấy đây có chữ giờ này đấy. Chữ giờ xong đến chữ sờ đấy. Thì chữ giờ này đứng trước chữ sờ nó cũng bị đọc thành chữ sờ luôn. Thế vậy thì đây cũng đọc như là một chữ sờ. Pa francuski đấy. À, no, on говорит хорошо по французски. По французски, đấy. Да. À, thế thì chúng ta đã nói hết về anh chàng Klaus. Đấy. Он немец, он известный журналист. Его родной язык немецкий. И, но он хорошо говорит и по-английски, đấy. À, и по-французски, đấy. À, đấy, chúng ta sẽ thêm cái từ y vào đây. Nghĩa là cả tiếng Anh và cả tiếng Pháp, đấy. Đó. Thấy chưa nào? À, đây là anh chàng Klaus, chúng ta kể về anh Tom rồi, Ramon rồi, Klaus rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kể về cô Sirpa. Sirpa, đấy. Sirpa. Attack. À, Sirpa. Sirpa. Finca. Finca. Thế còn cô Sirpa thì là người Phần Lan. Đấy, cô gái Phần Lan. À, Sirpa. Finca. Và cô ấy làm nghề gì? Anna excursavod. Anna excursavod. Cô ấy là người hướng dẫn viên du lịch. Đấy. Excursavod là hướng dẫn viên du lịch đúng không nào? Đấy. Anna excursavod. Anna excursavod đấy. Đã. Thế và gì? Yora no yezuk Finski. À, tiếng mẹ đẻ của cô ta là tiếng Phần Lan. Yeyo. Radnoi. Yezuk. Yora no yezuk. Finski. Tiếng mẹ đẻ của cô ta là tiếng Phần Lan. Yora no yezuk Finski. Đấy. Đó. À ta. Nhưng mà cô ấy còn nói cả bằng tiếng Anh nữa đấy. No. Anna говорит и по-английски. Nhưng mà cô ấy biết nói cả tiếng Anh đấy. À, chúng ta nói như vậy đấy. No, Anna говорит и по-английски. Đó. À, thì tiếp theo chúng ta đây là anh chàng gì đây? Anh chàng Hussein. Hussein đấy. Đấy. À, Hussein. это Hussein. À, это Hussein. Hussein. À, это Hussein. Đấy. Còn đây là Hussein. Còn đây là Hussein. Đấy. À, đó. À, это Hussein. Hussein. À, это Hussein. Так. À, это Hussein. Đó. À, это Hussein. Так. À, thì tiếp theo là à, это Hussein. Chúng ta sẽ nói gì với anh chàng Hussein? Anh ấy là ai? À, on anh ấy là người Ả Rập. On Arab. On Arab. On Arab đấy. Y y on Vrach. Anh ấy là người Ả Rập và anh ấy là bác sĩ đấy. On Arab. Y on Vrach. On Arab. Y on Vrach đấy. À, Yon một. Rach, On Arab. Y on Vrach. Tak. À tak. On Arab. Y on Vrach. À tak. À, его родной язык какой? Какой его родной язык? Его родной язык. À, tiếng mẹ đẻ của anh ta là tiếng gì? Arabski. Arabski đấy. Arabski. À, và cậu ta là từ đất nước Algeria đến. On is Algeria. À, chúng ta có tờ hợp mới. À, is. Откуда? Is.
Isa đấy, Isa Angira có nghĩa là từ đất nước Algeria đấy, đấy. On Isangira đấy, một ta. Angira. On Isangira. À, ta хорошо. À, tiếp theo bây giờ chúng ta còn cô gái cuối cùng này, cô tên là Irina. Irina. À, это Irina. Đây là Irina. Cô ấy là người Ba Lan. Anna Polika. Polika. Anna Polika. Đấy. Anna Polika. Cô ấy từ thành phố Warsawa đến Anna is Warsawa. Anna is Warsawa. Đấy. À, chúng ta học luôn thuộc luôn cái này thành một đơn vị ngôn ngữ. Bởi vì sao? Nó là một cấu trúc mới với cái hiện tượng ngữ pháp mới mà chúng ta chưa học đấy. Cho nên chúng ta học thuộc nó luôn. Đấy. À, Anna is Warsawa. Anna is Warsawa. Is Warsawa. On is Angira. On is Angira. Anna is Warsawa. Đấy. Вот. Она из Варшавы. Так. А какой ее родной язык? А tiếng mẹ đẻ của cô ta là tiếng gì? Какой ее родной язык? Родной язык. Как вы думаете? А bạn nghĩ như thế nào? Как вы думаете? Как вы думаете? Какой ее родной язык? Bạn nghĩ thế nào? Tiếng mẹ đẻ của cô ta là tiếng gì? À, trả lời. Конечно, lẽ dĩ nhiên rồi. Конечно. Đấy. Anna is Anna is Polish. Cô ấy từ Ba Lan. Anna is Polish. И её родной язык. Язык польский. Cô ấy là người Ba Lan, cô ấy đến từ Ba Lan cho nên là tiếng mẹ đẻ của cô ta phải là tiếng Ba Lan, đúng không nào? Chúng ta có cấu trúc is Polish. Cô ấy is Polish. 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 Её родной язык польский, да? Так. Она студентка. Она студентка. Cô ta còn đang là sinh viên, đấy. À đấy. À đấy. Và cô ta không biết là sau này cô ta làm nghề gì. Она не знает. Она не знает. Она станет потом. Sau này. Кем она станет потом? Tức là gì? Cô ấy sẽ trở thành ai sau này? Đấy. À, chúng ta học cái này cả thành một tờ hợp ngữ luôn. Кем она станет потом? Đấy. Кем она станет потом? Cô ấy không biết là sau này cô ấy làm nghề gì? Đấy. À, đó. Так. À, thì bây giờ chúng ta sẽ có câu kết luận cho cái bài đọc dài này của chúng ta đấy. À, все они, все они là tất cả bọn họ. Изучают русский язык. Tất cả bọn họ đều đang học tiếng Nga đấy. Они понимают. По-русски. Они понимают по-русски. Мало. Họ hiểu tiếng Nga còn ít đấy. Мало. И они говорят. По-русски. И они говорят по-русски. Медленно. Да? И они говорят по-русски. Медленно. Да? Медленно. Они понимают по-русски мало. Да. Хотел ты на ит. Они говорят по-русски медленно. Да? Они говорят по-русски медленно. Они понимают по-русски мало. Они говорят по-русски медленно. Да? À đó, nó tắc. À đó là cái bài đọc của chúng ta thấy chưa nào? Đấy, chúng ta có cái bài đọc thú vị không? Đấy. Khá dài. À khá dài. Nếu mà cho em một cái bài đọc nhìn thấy như này là nhìn hoảng luôn, đấy. À nhưng mà chúng ta viết từ từ ra, bình tĩnh viết ra thì chúng ta thấy nó bình thường, đấy. À đó. Thấy nó bình thường thì sao? Trong khi chúng ta viết thì chúng ta đã hiểu lần lượt thì chúng ta hiểu cái nội dung của nó rồi, đấy. À đó. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi, chúng ta sẽ cùng đọc xem nào. Chúng ta có anh chàng Tôm. Tôm. Sau đó chúng ta có anh chàng thứ hai Ramon. Đấy. Đã. Sau đó chúng ta có người thứ ba là Klaus. Đấy. Klaus. Đó. Người thứ tư là ai nào? Người thứ tư là Sirpa. Sirpa. Đấy. Sirpa. Đó. À người thứ năm là ai? À người thứ năm là Hussein. Đã. Chúng ta dấu tí nữa sẽ hỏi. Hussein. Irina. Và người thứ sáu là gì? Irina. Đấy.
Irian. Irian Mỗi người chúng ta chỉ nói có một ít thôi. Tác vụt. À, Crescio. Bây giờ sẽ hỏi em. Kto tôm. Kto tôm. Kto On. tôm À, kto tôm. Tôm là ai? Tôm. tôm Americanets. America Americanets. Americanets Đấy. Americanets Đã. À, kto on po profesi. Chúng ta có từ po profesi. Profesi, profession. Đấy. Profesi. À, thì ta sẽ cho em câu hỏi này đấy. Câu hỏi này là gì Practice. nào? Kto on po profesi? Kto on po profesi? Kto on po profesi? À, po profesi có nghĩa là nói về nghề nghiệp. Kto on po profesi? Nói về nghề nghiệp cậu ấy là ai? Đấy. Đấy. Kto on po profesi? À, đó. Он студент, да? Он студент. А, хорошо. А какой его родной язык? Какой его родной язык? Его родной язык Английский. Да, его родной язык английский, да? А, да? английский. Английский. Так, а кто Рамон? Рамон испанец. Испанец. Рамон испанец, да? Испанец. Рамон Испанец. испанец, да? Так. А он кто по профессии? Кто он по профессии? Художник. Художник. Он художник, да? Художник. Да, он художник. Художник. Хорошо, да? Он художник. Да. А какой его родной язык? Какой его родной язык? Его родной язык испанский. Испанский, испанский, Испанский. испанский, Испанский. да, испанский. Так, а хорошо. А какая его родная страна? Какая его родная страна? Его родная Страна, страна, сторона Испания, Испания. Испания, да? А хорошо. А Клаус Испания. кто? Кто Клаус? Клаус кто? А, Клаус немец, да? Клаус Клаус немец. немец, да, Клаус И немец. Кто он по профессии? Кто он по он профессии? он 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 свист он свист он свистнул известный, известный известный и известный журналист, известный да, журналист журналист, известный журналист, да? А, журналист, да. известный журналист Журналист, да. А какой его родной язык? Какой его его родной язык? родной язык немецкий. Немецкий. Его родной язык немецкий, да? А так. А так. А как он говорит по-английски и по-французски? Как он говорит по-английски и по-французски? Он говорит По-английски хорошо, и по-французски. хорошо, Хорошо. А, хорошо. ты хорошо какой, да? Он говорит по-английски и по-французски. Хорошо, А, так. Хорошо. Да. А кто Сирпа? Сирпа. Финка. 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 Да. Сирпа Финка. финка, да? И Сирпа кто, Финка. да, кто она по профессии? Кто она по профессии? Его Она она еску экскурсовод. Экскурсовод. Экскурсовод, да? Экскурсовод. 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 Да. А какой ее родной язык? Ее родной Ее язык. родной язык финский. Финский. Финский, да? Ее родной язык финский, да? Так. Ее родной язык финский. Хорошо. На каком языке она еще говорит? На каком языке она еще говорит? Đấy. Câu hỏi này câu hỏi mới đối với em đấy. Người ta cho em cái câu hỏi Con đó biết đấy. À, câu hỏi đó là gì? Na kakom yuzuki ana ishio gabarit. Na kakom yuzuki. Na kakom yuzuki. À. cô ấy còn biết nói tiếng gì? Đúng rồi đấy. Đó. Người ta sẽ viết cái câu hỏi cho em đấy. Câu hỏi này nó ở cái 6 đấy. Na
каком На каком языке язык, она языке еще говорит? она еще На каком говорит? языке она еще говорит? А, chúng ta tập hợp на каком языке là nói bằng thứ tiếng gì nữa? À, cô ấy còn nói bằng thứ tiếng gì nữa? Đấy. Đó. Cô ấy còn nói bằng thứ tiếng gì nữa? Đó, vô ta có đấy. На каком языке она говорит? Вот. Но она говорит Она говорит и и по-английски. по-английски. А, она говорит еще и по-английски, да? Английский. По-английски. Так, хорошо. Так, да. А, так, tiếp theo nè. À, так, хорошо. À, thì tiếp theo. Em xem nè. На каком языке она говорит еще по-английски? Tiếp theo, кто Хусейн? Кто Хусейн? Hussein on Arab. Arab Он араб, да? Он араб, да? Arab on Да, он Arab араб, да. А кто он по профессии? Кто он по профессии? on врач Он врач, да? Он врач. А, он врач, хорошо. А какой его родной язык? его родной язык арабский Арабский. Его родной язык арабский, да? Арабский. Его родной язык арабский. А, так. А кто он по профессии? Кто он по профессии? Он ажика. Он. А, он. А, так, и он кто? Кто он по профессии? Хусейн. Он по профессии. Он По профессии кто? А, врач. Эньо. По профессии лази. По А, по профессии профессии он лази вен нгеп. Кто, а, кто Хусейн по профессии? Кто Хусейн по профессии? Хусейн. Хусейн. Врач, он врач. Ông Brad. Да. Ông ta là bác sĩ. Nói về nghề nghiệp, ông ta là bác sĩ. Đấy. Yeah, Хусейн. ông Brad. Он врач. Đấy. À, так, хорошо. À, так, девушка Ирина. Đấy. À, так. À, Ирина, кто она? Кто Ирина. она? Кто она? Она Палька. Полька. Она полька. Полька. Полька, да? Полька. Она полька. Полька. Так. À, откуда она? À, chúng ta lại có câu hỏi mới. Откуда она? Откуда она? Откуда Откуда она? À, откуда она là cô ấy từ đâu đến? Anna. Откуда она? Anna is. Đấy. Thì ta sẽ viết cái câu hỏi đó cho em đấy. Cái câu hỏi này là câu hỏi lạ đối với em đấy. À, откуда? Anna. Откуда она? À, xin lỗi. Viết là đúng là lạ quá luôn. Đấy. Откуда? Anna. Откуда она? À, đó chính là cái từ Откуда. Откуда có nghĩa là từ đâu đến. Откуда Откуда. à? À, nếu mà em đi ở Nga thì người ta sẽ thường hỏi em à, từ Откуда, à, vừa Откуда, vừa Откуда, từ Откуда. Em là người nước nào vậy? Откуда có nghĩa là người nước nào đấy. Откуда tức là ý nói là từ đâu đến đấy. Đó. Откуда ты? Đấy. Откуда она? Đấy. Она Откуда. из Варшавы. Она из Варшавы. Она из Варшавы. Она из Варшавы. Варшавы. Да, хорошо. А какой ее родной язык, как вы думаете? Какой ее Его родной язык? родной язык. Его язык. Его родной язык. Конечно, конечно. Полский. По-английски. Полский. Полский. Да, полский. Да. Польский. Ее родной язык полский. Да. Так. А кто она по профессии? Кто она по профессии? Она студентка. Она студентка. Она студентка, да? Она студентка. Так. А, так. А, она студентка. А, так. Ну, пока она учится, она не знает, кем она станет, да? А, так. Да? Cô ấy không biết là sau này cô sẽ làm nghề gì, да? Она не знает, кем она станет потом, да? Да. Она станет потом. Кем она станет потом, она не знает, да? Она не знает. Đó. À, nó хотя что? À, она любит. Chúng ta có thể viết thêm là gì? Она любит. À, она любит.
À, chúng ta biết động Yêu. từ lipid chưa? Động từ lipid biết rồi đúng không đấy? Động từ lipid là gì? Yêu. Là yêu đấy. Cô yêu thích ăn lipid. Muzuku, Analytics. muzuku. Cô yêu thích âm Musical. nhạc đấy. Y, y Musical. là muzuku Musical. y. Yêu. Inostranye Yazuki. Đó, cho em thêm một cái từ tính từ mới đấy. Inostranye là ngoại ngữ. Inostranye là ngoại ngữ. Cô yêu thích âm nhạc và ngoại ngữ đấy. Đấy. À tak. Ana lubit muzuku i inostranizuki đấy. À tak. Ana lubit muzuku i inostranizuki. À từ lubit muzuku. Inostranizuki. Yazuki. Đấy. Cô yêu thích âm nhạc và ngoại ngữ đấy. Đấy đấy đấy. Đấy. Tak. À, хорошо, chúng ta xem tiếp nào. Все они изучают русский язык. Мы задают câu hỏi như nào? Мы задают. Какой язык они изучают? Какой язык они изучают? Họ đang học ngôn ngữ gì? Какой язык они изучают? Они изучают. Русский. Русский язык, да? À, đấy. Она понимает по-русски мало. Они понимают по... Они, đây là phải... Они, không phải là она, да? Xin лỗi, không phải là она, mà là они. Anh nhỉ понимает по-русски мало. À thì mình sẽ hỏi bạn cái câu là mало là trạng ngữ. À đúng không nào? Là trạng từ. Là trạng từ cho nên mình sẽ hỏi bằng câu hỏi как. Как они понимают по-русски? Как они понимают по-русски? Они папи маю Понимают. Они понимают по-русски по-русски мало, да? Они понимают мало. по-русски мало. А, да? А, хорошо. А как они говорят по-русски? Как они говорят по-русски? Они говорят по-русски медленно. Медленно, да? Они понимают по-русски Медленно. 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 Да. Они Медленно. понимают по-русски медленно. А кто он по профессии? Кто он по профессии? Да, зи. То он по профессии. То он по профессии. Đó là câu hỏi gì? Hỏi về nghề nghiệp Nghề đấy. nghiệp của anh Hỏi nghề ấy là nghiệp đấy. gì? Đã, hỏi nghề nghiệp. Đã. Откуда она? Откуда она? Câu hỏi đó là cái gì? Nó. Откуда она? Откуда она? Câu hỏi đó là về xuất xứ từ đâu? Đấy. À, người nước nào? Откуда она? Đấy. Откуда она? Đấy. À, đấy. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Откуда она? Вот. À, Đến từ откуда она? đâu? Đến từ đâu? Đến từ đâu? Откуда она? Так. À, хорошо. À, так. À, đó. Thế như vậy, đó là cái bài đọc của chúng ta đấy. À, bài đọc của chúng ta là chúng ta có mấy câu hỏi hơi là lạ một chút đấy. À, кто он по профессии? На каком языке она еще говорит? На каком языке он еще говорит? Откуда она? Откуда он? Откуда вы? Đấy. À, vân vân. Tác vụt. À, thế như vậy là bây giờ thì giáo sẽ gửi cho em cái bài đọc này đấy. Đó. Gửi cho em bài đọc này và sau đó em tự nghiên cứu. Sau đó hôm sau chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn, học kỹ hơn đấy về bài đọc. À, nhiệm vụ của chúng ta là khi đọc bài đọc là gì nào? Hỏi trả lời để rèn luyện cho cái kỹ năng nói đấy. À, thì giáo dạy các em là dạy các em là dạy gì? Dạy giao tiếp chứ không phải là dạy các em học ngữ pháp. Cho nên là gì? Chúng ta phải nói, muốn nói được chúng ta phải nhớ mẫu câu và phải nhớ được từ vựng đấy. Đó, nhớ được từ vựng, nhớ mẫu câu. Thế còn cái hiện tượng ngữ pháp ấy, nó không quan trọng đối với các em. Bởi vì sao? Các em chỉ cần nói nhuần nhuyễn thì là tự dưng các em sẽ nói quen thôi. Đấy. Thế còn cái người mà đi học ngữ pháp thì không phải các em không phải là những người học ngữ pháp. Ngữ pháp là những cái người mà học về chuyên ngữ, ví dụ như bọn mình học chuyên ngữ bọn mình phải học ngữ pháp để biết các hiện tượng. Thế còn đối với các em học giao tiếp chỉ cần nói được nhuần nhuyễn là được rồi. Bởi vì sao? Nói nhuần nhuyễn trong đó nó đã bao bao hàm ngữ pháp rồi đấy. Đó. À, cứ nói câu đúng thôi. Tự dưng thì quan điểm của mình là gì? Mình cứ nói đúng câu đấy. À, nói đúng câu thì tự dưng là trong đó nó có ngữ pháp rồi đấy. Là nó đúng về ngữ pháp. Đó. Quan điểm của mình là như vậy. Đấy nhé. À, rất là xin. À, thì cảm ơn em nhé. À, cảm ơn em và chúc em học tốt. À, rất xin chào nhé. Chào thầy. Rất Rất xin xin chào. chào nhé. Đã, Bác sĩ bác cơ cả, đã, Dạ bác rào, đã. Dạ